Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì sinh nhật bên bản China lại có cái mới, các bạn lại trải nghiệm thôi. Hiện tại thì cái máy bay này nó nằm trên cái đường bay nên mình nhảy vào đây luôn. Chúng ta nhặt súng cái nhẹ. Không được để một bạn nào lên đây cả. Ui dồi ôi, đông chưa này. Một bé này. Hai bé này, còn một. Nghe tiếng chân gần lắm các bạn. Phải gặp dò trước chứ không lại mất hết đấy. Ơ, thiếu đam này. Mình nghe tiếng chân bên dưới này. Vâng, ở bên này thì nó bỏ cái tên lửa rồi và nó áp vào cái máy bay bay được các bạn ạ. Rất là xịn xò con bò luôn. Này là nó vừa chỉnh luôn chứ bên bản test là mình chưa trải nghiệm cái này bao giờ. Được rồi. Không biết là ông này chui từ đâu ra. Thôi, chúng ta cứ bảo vệ chỗ này. Không được để ai lên đây nó cướp hai cái máy bay này các bạn ạ. Nó ngồi lên đường nó phi luôn đấy. Và máy bay này thì nó spawn rất nhiều trên bản đồ. Ở mỗi cái điểm tên lửa ấy thì nó thay thế bằng máy bay. Ui, nấp ở đây à? Trốn kỹ thế. Vâng, thì không như đợt trước, cái máy bay to hiện mình đang đứng trên này thì nó đứng yên nha các bạn. Nó đứng yên một chỗ, nó không di chuyển. Tại vì nó nằm trên đường bay thì mình mới nhảy lên được thôi. Còn không thì các bạn phải đi đến gần cái địa điểm máy bay này và có cái chỗ lên ấy. Hoặc là đi máy bay này lên cũng ok. Và không chỉ ở đây có máy bay, trên bản đồ spawn rất là nhiều. Trên này có người các bạn. Và khi mà nhảy ra khỏi máy bay thì chúng ta được bung dù nhé. Cơ mà lâu lâu game lỗi ấy. Vẫn hẹo các bạn ạ. Nói chung là cái này nó chưa ra ở trong bản test mà nó ra thẳng trong bản chính luôn thì nó sẽ gặp nhiều lỗi. Ở trên trần có người này. Không biết là nó đứng kê chỗ nào đây. Ok, chạy đâu rồi, bên này. Này thì kỹ năng của chúng tôi đấy. Nằm không đúng chỗ thì lấy rổ được răng nhá. Bên dưới này hình như con hay sao ấy. Đây. Bên này hơi khó nghe tiếng chân. Xin lỗi các bạn. Hơi ngóng ngơ tí. Nóc này. Ủi bên này M762 sấy phê lắm các bạn ạ. Sấy ảo loi. Ui, thiếu đam này. Mỗi tội bên này hình như là đam M762 hơi yếu hay sao ấy. Hoặc là mình bắn không quen, không kênh được đam. Chứ bên này bắn M762 bắn xa không giật. Rồi sao tôi lại nhảy đến đây này. Để mình phi lên trên này xem ông kia gặt giò chưa. Ui, tôi lại thấy cái hòm xác nó nhấp nháy như cái đèn led rồi. Cay thế nhở. Bên này. Ô, lại có cái chiêu đi ngoài này à? Hay phết nhở. Đúng là dân chơi lầu có khác. Thông thạo địa hình. Này thì chạy đâu vào đây. Ui, đâu ra đây. Ôi, nó chạy mất rồi. Không sao các bạn, mình sẽ đuổi tận nơi, không buông tha cho bạn ấy đâu. Vẫn còn nóc. Làm kiểu ảnh các bạn nhờ. Đợi mình tí. Chỗ này hơi chật nhỉ. Vâng, công việc setup để chụp ảnh cũng rất là khó khăn các bạn ạ. Hình như nó bị kẹt ở đây rồi hay sao ấy. Thôi, như này cũng được. Làm tí ảnh nhá.
Thôi đi test hàng nào. Và con này đầy xăng mà cũng không tốn xăng lắm đâu. Và con này có cái chế độ tăng tốc nha. Đấy, ấn vào đây là nó bật tăng tốc này. Ghê không? Đi tốc độ bàn thờ luôn. Trời ơi, xịn thực sự. Nhưng mà kéo dài trong một vài giây, chắc cũng tầm đến 30 giây không ta? Chắc tầm đấy các bạn ạ. Đấy, thì nó sẽ trả lại với chế độ bình thường cho chúng ta đi. Tăng tốc thì nó sẽ có lớp khiên phòng vệ và đi nhanh hơn. Đi máy bay này để săn người thì cũng rất là ok. Nhưng mà mình mới trải nghiệm lần đầu nên chưa biết như nào đây. Ui, rớt xuống nước này nó có bị mất luôn không ta? MG3 này, ngon. Súng mới này bắn rất là ok các bạn ạ. Rồi, ui, tôi xong rồi các bạn. Hỏng rồi. Thôi không sao, mình vẫn biết một vài chỗ kiếm được máy bay các bạn ạ. Và bình thường thì ở đây sẽ có một con máy bay, nhưng mà hơi đen. Ở bên đây là cái vòng đua nha. Mình và May sẽ lên một clip đua xe ở cái map này. Cái vòng đua này thì nó sẽ xuất hiện trên bản đồ rất là nhiều. Và xe được spawn ở mấy cái vòng đua này cũng rất là nhiều luôn, cho các bạn đua thoải mái. Những cái bạn mà đam mê tốc độ vào game chỉ để đua xe ấy. Nếu các bạn không biết thì PUBG mình lâu lâu có mấy cái team ấy vào game chỉ để đua xe với nhau thôi, chứ không có bắn nhau. Rất là tấu hài luôn. Và đây là một cái chế độ rất là thích hợp, nhưng mà không biết thì khi nào nó mới về được bản Việt Nam. Chắc cũng lâu lắm các bạn ạ. Đây, có người này. Yếu này. Và có máy bay ở đây luôn. Ôi, có một con boss ngoài cửa này. Ôi, không trộm được máy bay rồi các bạn ạ. Phải chơi. Mình nghe cũng khá nhiều tiếng chân ở bên trong này. Không biết khu này khu gì nhỉ? Ôi, giật hết cả mình. Bị bên ngoài khều này. Khó chịu thế nhỉ? Rồi, lia. Vâng, khu này là một cái khu trưng bày xe hay gì gì đấy. Chắc là để quảng cáo cái gì đấy thôi. Ui, đông chưa kìa. Nào, không khều. Máy bay này cũng khá dễ nổ các bạn ạ. Tầm 2 băng. Đâu, hơn 1 băng một tí thôi. Mình cháy tầm 1 băng 40 viên, xong rồi thay đạn băng nữa là đi. Mà với khẩu này thì chắc là 1 băng là toang hoang luôn. Không nói nhiều. Rồi, nóc này. À, bò. Rồi. Vâng, ông còn lại không biết nấp đầu các bạn ạ. Cứ ngồi lên máy bay check cho nó dễ. Mình nghe thấy tiếng súng bên dưới. Chắc là hai team bắn nhau. À, thanh niên đứng ở đây. Bắn nốc một người bên đấy rồi. Rồi, clear. Ơ, hình như mình vô tình bắn liêu ông cuối. Thế là ông còn lại final kill luôn. Không biết là hai team để bắn nhau nóc ở đâu.
Nãy mình thấy bên dưới gốc cây đấy, nhưng mà bây giờ mấy ông này ngồi xếp quá. Lại còn smoke. Có cái hòm đồ sau gốc cây này. Chắc là góc này rồi, smoke này. Úi dồi ôi, nhấp đồ. Ôi kìa. Gần này. Ui. Hơi nguy hiểm các bạn ạ. Mình thấy là khá là đông ấy. Không phải là một hai ông đâu. Đông này. Vẫn còn. Gần mình lắm. Úi trời ơi, thơm luôn. Vâng, tận 3 ông luôn các bạn. Mình biết mà. Cái quả bắn nhau hai team như này là đông lắm. Lụt nhanh vào bo chứ. Ở ngoài bo đếm còn mấy giây cuối này. Sợ thế, bo càng bé là đếm càng ít giây nha. Các mình sẽ hạ cánh xuống đây tiêm chích cái rồi chúng ta đi quét 4 con còn lại. Vâng, bọn bé như này thì kiếm người nó cũng dễ thôi các bạn. Với việc có máy bay như thế này. Căn bản máy bay cũng gần nửa máu rồi. Tầm này chắc băng là đi thôi. Ui. Chỗ này có người này, có máy bay luôn. Lỡ bị bắn thì mình có thể bung dù và chạy đây lấy tiếp. Có cả xe. Đây mình thấy người này. Phải hạ cánh nhẹ nhàng nha, chứ không là đi đấy. Rồi. Mình nghĩ bên trong khu nhà vẫn còn người. Đây mình thấy thế này. Vãi. Thế cũng hẹo được kiểu. Đùa đấy. Rồi không sao. Chưa quen các bạn. Kiểu game đang còn lỗi. Mình nghĩ vậy. Sao nhẹ nhàng như vậy rồi vẫn hẹo. Mình bị chết nhiều lần rồi đấy. Thế mà vẫn chưa rút được cái kinh nghiệm nào.